Chào cả nhà nhá. Hai vợ chồng mình đang đi lên Tây Thiên. Đấy, đây đang đi cáp treo này. Tí tí camera hai mặt chồng. Ê, quá đẹp luôn. Đấy. Đang đi lên cáp treo này. Đây là bên dưới cả nhà nhá. Đi cáp treo Tây Thiên. Đấy, mình quay cả cam sau cam trước để cho mọi người nhìn cho nó rõ luôn. Cao nhỉ? Cao. Ủ hết tai. Đang lên. Ủ tai nó êm này em Viên. Sao bọn ủ tai nhỉ? Đằng sau của mình gọi là ui rùi, ở dưới này có rất nhiều nâu này. Rừng thông ở hai bên này. Rất là đẹp luôn. Cáp treo Tây Thiên. Hôm nay mình đi là tháng 5 à? Tháng 5 giá vé là 240.000 một vé khứ hồi cả nhà nhá. Cả đi cả về. Cả đi cả về luôn. Đấy. Một người. Một người là 240.000. Rất hợp lý luôn. Đội kia sắp lên cái đỉnh rồi nhỉ? Đi đỉnh rồi. Lần không mà đi được. Ôi trời ơi, có mấy hai vợ chồng thôi thì hôm nay mình đi. Mỗi lần đi qua cái chỗ. Sực. Đợt trước anh nhớ là đi là sẽ không có cái này đâu. Không có cái gì. Không có cái chắn ở dưới nhìn là kính này. Đều có phản, có cái chắn ở dưới mà. Nhìn nó như là kính ngồi đấy, đấy, đi qua này đi. À đủ. Bắt đầu trôi xuống dốc. Hay nhỉ. Nhà phụ chồng mà xách đồ trên kia dụng bậc thang mà nhìn thấy không? Người ta đang trồng lúa kìa. Hôm nay đi là gió nó hơi to này. Mát nhỉ, gió đâu nhỉ? Gió mát quá. Thì cao á. Suối à, chẳng biết có nhiều người đi bộ không? Nhiều lắm, nhiều người đi cáp treo lắm rồi nhỉ. Hai vợ chồng mình ngồi trong cái này thao hồ thoải mái. Hôm nay ngày đi ít người nên là rất là thoáng. Đẹp ghê. Trên đỉnh núi kia đúng không nhỉ? Trên đỉnh núi mây mù ấy cả nhà, không nhìn rõ núi rồi. Đâu nhỉ? Mình lên trên đến kia là hết à? Đấy, vàng vàng đấy. Đấy nhanh thế được ạ? Đây dưới đây là suối này. Cây cối. Nếu mà để đi thì chắc là tương đối này. Đi từ đây lên trên đấy chắc được 6 phút đâu. Làm gì 3 phút lên nơi gì đâu. Bây giờ đây 3 phút rồi, chắc là 5 phút. 5 phút lên nơi để bạn chồng mình sắm đồ lễ. Lên cho cầm và sẵn nước. Cái này là chợ đồ à? Cái này chắc xe chợ đồ. Chẳng người đi chợ đồ á, để mời nó sửa nhỉ? Cảm giác đang đứng lại nhỉ. Chỗ này đi chậm, đây suối này. Dưới đây là wow. Suối. Từ dưới đây xuống rửa tem. Suối đấy. Đây kia là đường người ta đi bộ. Đẹp quá, đằng sau đẹp quá kìa. Chính là anh thấy nhìn sao đẹp hơn. Đằng sau là suối. Cái kính nào đẹp hơn. Đây là đường người ta đi bộ. Mọi rêu hết, phong hết. Nhìn đi qua các đường đâu. Đây này, nhìn cái lá này không? Đây lá này, ta đi bộ đường mòn này. Nhìn thấy đường mòn này không? Đấy. Đều hết rồi. Bây giờ ít người đi lắm, phần lớn mọi người đi cáp treo. Cáp treo này. Phần lớn là mọi người đi cáp treo mà. Mát nữa, sao gió to quá, nhìn cây mây có nhìn thấy không? Hôm nay gió to, người đi nó lắc người quá. Gió to luôn này. Gió quá, sợ quá. Ui, nó nắc cả cái cáp treo này đi á, sợ thật đấy. Ít người quá, nhìn ghê kìa. Đang hai vợ chồng mình ngồi bên. Ngồi thời gian ấy. Sợ quá. Gió hơi to. Gió to. Lắc. Kiểu như kiểu nó bị cạnh ấy. Chừng úi sợi rồi, nó nắc sợi quá đi thôi ấy. Ui, gió to quá mọi người, nó nắc. Khi nào nó rơi không? Nghĩ này em thấy hơi ghê đấy. Ủa, thấy sợ đấy. Ôi mẹ ơi, sợ quá. Hôm nay gió hơi sốc hả? Thật sự là nó rung lắc sợ thế chứ nhỉ. Chính ra đi đông người lại không thấy đi hai người mà. Ôi nó trung chiêng, nó sợ. Ôi chính mẹ thế. Ơi, sợ quá. Ôi cái hoa màu trắng đẹp quá cả nhà ơi, nhìn màu trắng này. Hoa đẹp hoa gì, hoa sữa. Ôi, hoa bướm quá trời nhỉ, đẹp quá nhỉ. Ui sợ quá, lúc này kinh thế. Ui mẹ ơi,
Sợ rồi đấy. Đây mọi người nhìn được vừa mình cái qua cái đoạn ở chỗ kia là đấy cái đoạn đấy nó đi vừa rồi. Ui, đi lên đấy cao ngốt quá. Nó bọng. Mẹ chỗ này. Nó bọng mẹ một mình như kiểu là giữa cung giữa xung quanh hay là gió đẩy lắc lư cái ấy. Thôi tí tí nó về chọn đông người bị trèo lên cùng ngốt quá. Lắc lư luôn đấy. Hè chồng xanh mỗi đứa ngồi bên. À đây đây, đến tháp bạn rồi cả nhà ơi. Gió to thế. Đến tháp bạn rồi, đến tháp gió to quá. Thác bạc ở dưới đấy cả nhà nhá, ấy thác bạc đấy. Đây thác bạc đến rồi. Ôi dồi ôi, mấy thác bạc thôi. Ngồi yên đi. Đây ngồi yên đi. Ngồi yên đi, ngồi yên. Thác bạc, mọi người nhìn thác bạc kìa. Ôi dồi ôi, sao gió to quá. Che mất kia thác bạc, đẹp chưa. À, thác bạc đấy. Nước nó cũng chảy ghê nè. Đấy, nước ui, nước thác bạc đẹp quá cả nhà. Nước ở trong rừng. Dùng lại cho to. Ý, dùng to chưa, đẹp chưa. Ôi ôi. À. Ừ. Sợ quá, sắp lên đỉnh rồi. Cái chỗ này nó cao. Ui, cao. Đẹp không? 200m lên mặt đất. Thác bạc đẹp nhất Tây Thiên đấy. Chỗ cái thác bạc đẹp mạnh, nhìn đẹp không? Đẹp thật. Đẹp không? Đây là thác bạc đấy, ngày xưa trèo để đi bộ lên ở đây không phải đơn giản đâu. Ui giời ơi. Sợ quá. Ý, cái cột, mọi người nhìn cái cột to. Ui giời ơi, cao chua. Cái cột đấy cao nhất này. Xong thì qua đến cái cột chỗ kia bắt đầu đến đỉnh. Đây là 6 phút rồi đây này. Cây kia là cây lá phong đó, cây phong đó. À, không, đấy là hoa đi, màu vàng hoa đi. Cây lá đỏ này này. Đỏ này á? Ừ. Ôi trời, đẹp nhờ. Đỏ chưa? Ôi, không phải, đây là cây, không phải cây lá phong đâu. Cây gì á? Đỏ chết không? Đỏ rực luôn này. Kìa. Sợ quá. Cao thôi. Vẫn chưa lên đến đỉnh núi đâu. Cái cột kia cao nhất kìa. Sắp lên rồi kìa. Bên kia tam đảo nhá, nhìn cái núi nó bị mạt kìa. Ừ. Đấy, mà mờ, đấy là tam đảo ấy. Đây, đấy là đi đâu người ta đầm nó không có lắc được. Hai vợ chồng mình đi qua hai người, gió to quá lắc. Đây mọi người ui, nhìn cây. Gió mạnh quá. Sợ quá, để nhìn cây, mà nhìn cái cây không? Cây lúc nay luôn đấy. Đấy, bạt gió này. Chỗ này quá gió luôn đi. Thực ra thì vợ nghĩ chẳng sao đâu, vì là có những cái nó đi không một mình nó vẫn lắc thế đâu rồi đâu. Đây này, cái này đi không chẳng ai này. Gió to dã man. Ui, cái cây lá đỏ đẹp không chồng? Bé sầu kêu đứt tai luôn này. Dưới này là ui. Cái vé này mua được có bảo hiểm phải không? Ừ, có bảo hiểm chứ, phải có bảo hiểm chứ. Đấy, 6-7 phút rồi lên này tưởng ạ. Chậm phết đấy chứ. Kia lên đỉnh rồi. Wow. Đây cây này đẹp này, đỏ đỏ chết rồi này. Còn là cây màu vàng là hoa nim. Đây 10 phút lên nơi. 8 phút rồi đây này. Kìa đúng rồi. Bây giờ đúng rồi 9 phút 10 phút là lên nơi kìa. Lên nơi. Bên kia là. Bên kia cũng có chỗ gì. Ai lên đến đỉnh nhờ? Có chứ, người ta đi lấy măng lên tất ở đấy chứ. Đỉnh mà. Có mà, ngày xưa bố mẹ lên tận đây lấy măng đấy. Đẹp. Ôi cây đẹp đấy chồng, đỏ chết kìa. Ý, đeo đỏ lắm. Kêu cái chùa tòa khác rồi. Ừ, bên đây là am. Kìa. Đường đâu mà đi lên đến đấy. Nhưng mà làm sao mà đường, có đường nữa. Có đường mà, đường đi bộ em. Đây, mọi người đi bộ ở dưới không? Đây, đi mái nhà ở đỏ ở dưới nhà đấy. Đây mái nhà đấy. Đường đi bộ đấy. Nếu như mình dừng lại. Đấy thì làm gì có ai sao mà đấy. Ôi trời ơi, là sợ quá, sắp đến nơi rồi. Tí nữa về chọn chỗ nào đông đông người ngồi cùng sợ thế chứ nhỉ. Mất 9 phút lên nơi nhá. Vậy chồng mình đi toàn này nãy cười vì là đi muộn. Cảm giác như kiểu xe xe ấy, thật sự luôn đấy. Kìa mọi người đến điểm rừng rồi, chúng ta xuống rồi. Quá. Nghe cái gió, gió đấy. Gió mát. Gió ít ghê thật. Thôi, mình bắt đầu tắt máy để đi xuống rồi. Chồng cầm hai túi nha, vợ đi không nha. Tắt máy đi. Mày đốt cái đoạn để cho mọi người xem cảnh xuống nào, sợ lắm. Đến với Phật về với mẫu. Về cửa cha cửa mẹ. Ui, nhìn cái bánh xe sợ chưa? Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi.